Anh chị và các bạn trên kênh YouTube Phú Sơn chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photocopy thân mến. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2023. Kho hàng Phú Sơn 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội chúng tôi khai trương showroom trưng bày sản phẩm máy photocopy của các hãng. Linh kiện và mực chính hãng. Đến đầu năm 2024 thì showroom chúng tôi sẽ về rất nhiều những cái mẫu mã máy phun thùng của các hãng và những lô máy đã qua sử dụng nước ngoài được nhập khẩu chính thức sẽ được bày ở showroom để cung cấp những cái thông tin sản phẩm, những hình ảnh liên quan đến showroom của chúng tôi để anh chị và các bạn cập nhật. Anh chị và các bạn yêu mến sản phẩm của Phú Sơn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0964405366 để nhận những cái tư vấn miễn phí 100% về dịch vụ máy móc thiết bị, dịch vụ đào tạo và cung ứng việc làm chuyên ngành kỹ thuật máy photocopy. Anh chị và các bạn cũng có thể truy cập vào máyphotocopyphuson.vn hoặc icopy.com.vn để cập nhật những sản phẩm dịch vụ của Phú Sơn chúng tôi. Biết ơn anh chị và các bạn đã dành những thời gian để theo dõi những video trên kênh của chúng tôi. Với sứ mệnh tất cả vì khách hàng, chúng tôi sẽ đưa những cái sản phẩm tốt nhất của các hãng về trưng bày tại showroom để cung cấp ra thị trường, cung cấp cho khách hàng, cho những anh chị và các bạn yêu mến chúng tôi những sản phẩm chất lượng cao nhất, giá cả hợp lý nhất. Anh chị và các bạn ở khu vực phía Bắc thì có thể đến tham quan trực tiếp showroom địa chỉ 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Chúng tôi rất vui và hạnh phúc được đón tiếp và tư vấn cho anh chị và các bạn, giúp cho anh chị và các bạn có những lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp, cơ quan và cơ sở kinh doanh của mình. Những sản phẩm chúng tôi trưng bày được nhập khẩu với CACQ. Rất nhiều những cái chủng loại mực tương thích sử dụng cho máy đen trắng và máy màu của các hãng. Đây là chúng tôi demo lấy ngày 20 tháng 12 làm dấu mốc khai trương showroom. Sắp tới thì showroom chúng tôi sẽ về nhiều linh kiện vật tư mực chính hãng và rất nhiều các cái model máy của các hãng được trưng bày tại showroom của chúng tôi. Hiện tại thì sàn showroom của chúng tôi mới hoàn thành được khoảng 4-5 ngày. Hiện tại thì chúng tôi đang demo với số lượng tạm thời để lấy ngày. Sắp tới thì sẽ rất nhiều những hàng hóa, linh kiện vật tư, máy móc thiết bị được chúng tôi trưng bày ở đây để anh chị và các bạn đến tham quan trải nghiệm. Biết ơn anh chị và các bạn đã luôn dành tình cảm cho những sản phẩm của công ty cổ phần tập đoàn Phú Sơn chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.